Chào các bạn, mình là Đình Tý, đến từ máy bán hàng Vinso 68. Thì hiện tại mình đang đứng ở tầng 7 của tòa trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu. Thì mình đang đứng ở gian hàng số 28 của gian hàng thời trang Best Habits. Thì đang tọa lạc ở vị trí gian hàng số 28. Thì ở đây thì mình hôm nay có đến đây để lắp cho các bạn ấy một bộ hai bộ cổng từ, thì một bộ gồm bộ 3 cánh và một bộ 2 cánh. Thì đây là cửa chính của các bạn ấy ra vào, thì đây là cổng bộ 3 cánh thì bên mình lắp đây. Mình vừa mới lắp xong, bây giờ đang là lúc giờ đang là lúc 0 giờ 50 phút. Thì mình vừa lắp xong sau 2 tiếng vật lộn. Thì đây là bộ 3 cánh. Đây. Thì bộ này là có ưu điểm là ngon bỏ rẻ. Ok, đây là bộ thứ nhất, bộ thứ hai là bộ sau này. Đây. Đây bộ thứ hai, bộ cổng ra đây, bộ lối đi ra đây. Ok, đấy. Thì, các bạn nếu có nhu cầu về cổng từ an ninh và chip siêu thị các thứ thì có thể liên lạc với bên mình nhé. Bên mình bên máy bán hàng Vinshop 68, trang web là vinshop68.com nhé. Mình xin cảm ơn.